Xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Bích Phụ của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Nhà hàng Saigon Street nằm trong casino MGM của thành phố Auction Hill thuộc bang Maryland. Và hôm nay ngày Chủ nhật 30 tháng 6 2019 chính thức khai trương và sẽ mở cửa 24 tiếng đồng hồ. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi thu nhận được ngày hôm nay. Nếu ai có dịp đến thăm MGM National Harbor Resort tại thành phố Auction Hill, thuộc bang Maryland, đã được thành lập vào ngày 8 tháng 12, 2016, với trị giá hơn 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Nơi đây cũng có một sông bài còn được biết tên là MGM Casino. Và một niềm hãnh diện cho một gia đình Việt Nam đã cư ngụ tại Northern Virginia hơn 30 năm qua, còn được biết qua là chủ nhân của trường dạy học Nail for You tại thành phố Fortress, nhà hàng Present cũng tại thành phố Fortress và là chủ nhân của tiệm phở hot tại thành phố Annandale. Đồng thời có những chương trình live entertainment ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng. Và ngày Chủ nhật 30 tháng 6 2019, nhà hàng Saigon Street nằm trong MGM Casino đã tưng bừng khai trương với hơn 300 quý quan khách thân hữu và gia đình đến tham dự. Họ đến để chia vui sự thành công của gia đình. Nhà hàng này bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2019 sẽ phục vụ quý khách 24 tiếng đồng hồ 7 ngày một tuần với hơn 80 món ăn. Nhìn thấy cách trang trí thật trang nhã và trên vách tường có hình bản đồ Việt Nam được kết hợp bằng những loại hoa giấy, những chậu hoa lan và những chiếc lồng đèn bằng lụa đủ màu thật quyến rũ. Là ba người đàn bà quan trọng nhất trên đời của em, còn một người đàn bà nhỏ nữa, đang bé kia. Tất cả những cái gì mà chúng em có trong cuộc sống ngày hôm nay, thứ nhất là mẹ. Mẹ là xương sống, mẹ là hơi thở, mẹ là nguồn máu, mẹ là niềm tin đã hỗ trợ cho em. Thứ hai là bà xã yêu quý của em là bao nhiêu năm nay, em cứ dụ bà đi theo em hoài. Và cũng bao nhiêu năm là Trang ủng hộ, tinh thần, cổ võ và hy sinh rất nhiều, lo cho các con và hướng dẫn em. Và tình thương của bà chị của em, đây là một người chị duy nhất trên cõi đời này. Và cũng ba người đàn bà này sẽ thật đóng góp vô cuộc sống của tụi em rất nhiều. Chúng tôi đã đến đây nhiều năm và thành lập được một số cơ sở ở đây. Thì hôm nay đó thì cuối cùng thì chúng tôi có được khai trương cái nhà hàng Saigon Street ở trong MGM Casino. Anh cũng có một trái tim rất nhân ái. Anh giúp đỡ trong thầm lặng những người Việt Nam đã bị đối xử không công bằng trong pháp lý, hay giúp đỡ, đóng góp cho cộng đồng khi cần đến anh. Chúng em cũng được rất may mắn là tập đoàn MGM đã chọn chúng em. Đúng ra họ cũng đến với chúng em hơn 2 năm nay. Họ cũng làm việc và mình cũng đã hỗ trợ với nhau để mà cùng nhau làm những cái nó đẹp, nó tốt để phục vụ cái cộng đồng Việt Nam tại đây. Thì chúng em nghĩ Việt Nam mình những cái bản sắc văn hóa rất đẹp, ẩm thực, về nghệ thuật vân vân. Thì chúng em muốn đem những cái đó vào và thuần túy Việt Nam để cho cái người Mỹ ở đây và thế hệ mai sau cũng thấy được là những người Việt Nam chúng ta có rất là khả năng. Mong là cộng đồng chúng ta mình đóng góp với nhau, mình cùng tay nhau thì mình có thể làm những chuyện nó lớn hơn như vậy nữa. Tôi quen gia đình Bình và Tú đã hơn 30 năm nay. Bình là một người rất successful về nhà hàng, về nhiều thương mại lớn ở đây. Tất cả những món ăn của nhà hàng Bình, Present và đây là ngon nhất, đặc biệt nhất. Nhiều món rất ngon. Tôi xin tất cả những người Việt Nam trong vùng ủng hộ Bình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày khai trương nhà hàng Saigon Street tại thành phố Auction Hill, bang Maryland.